Hello bạn. Tiếp tục cập nhật về nâng cấp cải tạo mặt cỏ của sân Quy Nhơn cho mọi người xem nhé. Sáng nay là một cái buổi sáng nắng đẹp của thành phố biển Quy Nhơn các bạn. Hiện tại thì tại sân vận động Quy Nhơn thì các bạn có thể thấy mọi người đang tiếp tục cải tạo mặt cỏ đến cái phần là bù cát cho sân Quy Nhơn nha các bạn. Hơn một nửa sân đã được bù cát xong rồi. Đấy, bù cát xong rồi. Còn nửa bên này thì mới đi đang được cát xong và bây giờ cũng tiếp tục là bù cát xong trong ngày hôm nay. Thì sẽ là bù xong cái phần cát cho sân Quy Nhơn. Thì hẹn các bạn khoảng tầm 20 ngày hay là 25 ngày nữa thì sân Quy Nhơn sẽ là lên cỏ xanh đẹp nha các bạn. Để mà kịp thời dự kiến thì sẽ đá cúp Hoàng đế Quang Trung sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2022 tại thành phố biển Quy Nhơn. Thật cũng xin trả lời luôn thì trong giai đoạn này thì sân Quy Nhơn sẽ nâng cấp những gì? Trong giai đoạn này thì sân Quy Nhơn sẽ nâng cấp đường bít các bạn nha, đường bít này dùng lâu lắm rồi. Cái đường bít này rất là bền các bạn, dùng mười mấy năm rồi, mười mấy 20 năm rồi chưa có nâng cấp. Hiện nay thì nó xuống cấp rồi, sẽ nâng cấp trong cái dịp này luôn. Thứ hai nữa sẽ nâng cấp cái gian đèn các bạn, gian đèn của sân vận động Quy Nhơn. Nó thiếu sáng, nó hơi vàng vàng. Trong đợt này sẽ nâng cấp luôn, 4 trụ đèn luôn các bạn. Đấy. Bữa giờ thì Thọ đã cập nhật chuyện nâng cấp hai khán đài cánh gà các bạn, A4 và A5 các bạn. Hiện tại thì những ngày tận dụng những ngày nắng đẹp thì các công nhân tranh thủ làm cho xong hai cái phần này. Đấy, hai phần này thì vài ngày nắng thì sẽ làm xong thôi. Rồi một phần quan trọng nữa là đó là cái bên ghế ngồi của cầu thủ và huấn luyện viên. Thì theo thông tin thì Thọ biết là dịp này sẽ xây đổi ghế huấn luyện viên mới luôn các bạn, theo ghế ghế Kimmer đó các bạn, ghế như các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đó các bạn, mới luôn. Khi nào họ đưa về thì họ sẽ cập nhật cho mọi người xem luôn, là mới luôn các bạn. Trong nguyên nhân sau năm mới thì có các bạn sẽ quay lại một cái sân Quy Nhơn hoàn toàn mới, đẹp và hiện đại. Cái bên ghế huấn luyện và cầu thủ của sân Quy Nhơn hiện tại các bạn, sắp tới sẽ được thay mới bằng ghế trimmer. Đấy. Bằng cái ghế huấn luyện mới xịn sò, giống như sân Bà Rịa các bạn. Trên đường về rồi các bạn, vài ngày nữa sẽ cập bến sân vận động Quy Nhơn. Đây là cái xe kéo cái thiết bị bù cát nha các bạn.